Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay thì với tiểu phẩm vừa rồi, quý vị cũng đã biết rằng chúng ta nói đến một chủ đề liên quan đến việc làm đẹp. Và có lẽ góc này thì sẽ thiên nhiều hơn về các chị phụ nữ. Rất nhiều chị em than phiền là tại sao cứ điều trị nám da và tàn nhang hoài nhưng mà không khỏi. Có phải là vì những phương pháp cho hiện tượng này khó có thể có kết quả tốt, hay là tại vì phương pháp mình lựa chọn chưa thực sự đúng và phù hợp với bản thân mình? Một trong số những phương pháp hiện tại được mọi người nghĩ đến để điều trị tàn nhang đó chính là bằng laser chọn lọc sắc tố. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Thúy Phượng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian đến đây với chương trình. Chào Thúy Oanh, chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì chắc là nhờ bác sĩ giải thích giúp Thúy Oanh về phương pháp điều trị tàn nhang bằng laser chọn lọc sắc tố nó là gì ạ? Thì như mình nghe cái tên là laser chọn lọc sắc tố thì tức là mình sẽ dùng laser để mình điều trị những cái thương tổn sắc tố trên da. Thì mình sẽ thấy là thương tổn sắc tố trên da của mình sẽ có nhiều loại, ví dụ như là nám da hay tàn nhang thì mình sẽ thấy là nó có màu sắc là màu đen. Một số những cái nê vớt trên da mình có thể là thấy nó màu xanh, hay thậm chí một số những cái loại sắc tố ví dụ như là mực xanh chẳng hạn ha, thì nó có những cái màu của mực xanh khác nhau. Vậy thì trên da mình có nhiều cái màu như vậy thì mỗi cái loại laser nó sẽ ứng với lại một cái màu, vì thế người ta mới gọi là laser chọn lọc lên từng loại sắc tố. Là một cái loại sắc tố như vậy thì nó sẽ ưu tiên nó bắt một cái loại bước sóng laser khác nhau, và với một cái bước sóng laser đó thì hầu như nó chỉ tác dụng chủ yếu là với cái sắc tố đó thôi. Thì như vậy thì khi mà mình sử dụng cái laser đó trên da thì nó sẽ không làm tổn thương hay không bắt vào những cái mô xung quanh, bởi vậy thì những cái mô xung quanh của mình nó sẽ ít bị tổn thương, mà cái hiệu quả lên cái sắc tố mình cần điều trị nó lại cao hơn. Dạ, cái này chú Anh xin được hỏi một chút là bởi vì bản thân chú Anh có tìm hiểu về việc làm đẹp và đặc biệt là trong việc điều trị nám với tàn nhang. Thì thường nám với tàn nhang cũng là một những dạng gọi là khó, rất là khó để có thể điều trị được. Vậy thì liệu là mình cần phải lưu ý những cái gì khi mình lựa chọn các phương pháp điều trị bằng laser này ạ? Thì thật ra thì nám với tàn nhang thì cái phương pháp trị liệu ban đầu chính yếu vẫn sẽ không phải là laser. Có thể là mình khi mà mình tới khám bác sĩ sẽ tư vấn với mình sử dụng một số những cái phương pháp, ví dụ như là thuốc uống, thuốc hoa. Tuy nhiên nếu như mình kết hợp cái laser điều trị vào thì cái hiệu quả điều trị của mình nó sẽ nhanh hơn. Và khi mà mình điều trị thì mình cũng phải lưu ý một số những cái, ví dụ như là nếu như mà có những cái cơ sở bên ngoài hay là những cái chỗ mà mình không có uy tín á, thì nếu như mà mình chọn lựa những cái nơi đó để điều trị á, thì có thể là sẽ gặp phải một số những cái biến chứng. Mặc dù là khi mà mình điều trị cái laser thì dùng laser điều trị sắc tố nó khá là an toàn nếu như mà mình điều trị đúng. Dạ, xem ra cũng phải chọn lọc thông tin rất là kỹ để lựa chọn phương pháp này. Thưa bác sĩ, thì theo anh biết nè, cái việc mà làm đẹp là cái nhu cầu gọi là thiết yếu và nhu cầu không thể chối cãi của chị phụ nữ rồi. Ai cũng muốn làm đẹp cả. Và nếu như chẳng may cái chị phụ nữ bị nám hoặc là tàn nhang, trong chủ đề ngày hôm nay mình sẽ bàn về tàn nhang đó, thì điều trị nó chắc chắn là có mong muốn rồi. Nhưng mà có những cái nhóm đối tượng nào được áp dụng, được chỉ định đối với phương pháp này, và có những nhóm đối tượng nào sẽ không được sử dụng phương pháp này không? Hầu như thì đối với nám và tàn nhang, nếu mà điều trị bằng laser thì cũng cái đối tượng điều trị nó cũng khá là rộng rãi. Nên hầu như những cái bạn mà có hiện tượng nám hay tàn nhang trên da, và khi mà bạn đi điều trị, nếu như da bạn nó không phải là thuộc cái da nó đang tổn thương quá nhiều, thì bạn vẫn có thể kết hợp giữa nhiều phương pháp điều trị, trong đó có laser. Thì bạn sẽ thấy là cái tàn nhang hay nám thì nó cũng có khá là nhiều loại. Ví dụ như là những cái loại nằm nông thì mình vẫn có thể sử dụng cái laser chọn lọc sắc tố để mình điều trị. Hoặc là những cái nám nằm sâu mình cũng có thể sử dụng laser chọn lọc sắc tố để mình điều trị luôn. Tuy nhiên thì mỗi cái loại laser chọn lọc sắc tố như là mình đã nói ban đầu thì với mỗi loại thương tổn thì nó sẽ có những cái bước sóng khác nhau, và sẽ tùy thuộc vào cái tổn thương của bạn hay là cái người bác sĩ của bạn có kinh nghiệm điều trị tốt hay không, thì bác sĩ đó sẽ chọn lựa được đúng cái loại laser cho bạn. Về cơ bản mỗi người sẽ có một cái cơ địa khác nhau hoàn toàn, nó có đáp ứng hay không sẽ là câu chuyện khác nữa, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, thì có một trong những cái điều mà rất là nhiều người khi nghiên cứu và tìm hiểu về phương pháp laser cũng như là phương pháp khác đi chăng nữa, thì mọi người đều sẽ thắc mắc là liệu rồi khi mình sử dụng cái phương pháp điều trị đó xong nó có khả năng tái phát hay không? Thì như mình thấy á, thứ nhất là nếu như mình nói về tàn nhang á,
thì hầu như nhất là do cơ địa, tức là cái người đó trong bản thân gia đình gì đó có anh chị em cha mẹ gì đó bị tàn nhang thì cái khả năng người đó bị sẽ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa, một cái yếu tố mà từ ngoại cảnh tác động vào rất là nhiều, đó là do ánh nắng mặt trời. Thành ra khi mà mình điều trị, nếu như mà mình đã điều trị hết rồi nhưng mà mình không thể tránh được cái yếu tố đó là ví dụ mình đi nắng quá nhiều thì những cái đó nó vẫn có thể làm cho tàn nhang nó nổi mới. Thành ra thì cái điều quan trọng là cả trong cái quá trình mình điều trị lẫn sau khi mà mình điều trị xong á, thì cái việc quan trọng nhất đó vẫn là mình tránh nắng và chống nắng từ ngày trước. Ở đây thì chị tìm hiểu về những liệu trình cũng như những phương pháp chăm sóc sắc đẹp và đặc biệt là làn da mặt của mình á, thì chúng em thấy là một trong những điều rất là quan trọng đó là việc mình chuẩn bị cho cái liệu trình đó, chuẩn bị cho cái phương pháp đó được áp dụng. Thì đối với phương pháp điều trị tàn nhang bằng laser chọn lọc sắc tố này thì chúng ta có những cái điều gì cần phải lưu ý chăm sóc cho da mình trước khi tiến hành áp dụng phương pháp? Thì quan trọng nhất đối với bản thân cái người bệnh hay là khách hàng khi mà mong muốn điều trị những cái laser chọn lọc sắc tố, thì bạn thấy là cái laser chọn lọc sắc tố thì nó sẽ tác động vào sắc tố, cho nên nếu như mình mong muốn điều trị những cái thương tổn nào mà màu đen trên da mình thì mình phải làm cho những cái vùng da xung quanh á nó không có quá bị đen, bị tăng sắc tố. Tại vì nếu như một cái vùng da xung quanh mà nó bị đen lên thì tức là khi mà cái laser chiếu vào thì nó cũng sẽ chiếu vào những cái vùng da xung quanh luôn. Cho nên là bạn thấy là cái quan trọng á là trước đó bạn không nên đi nắng nhiều ha. Bạn tránh, một số bạn ví dụ bạn muốn tắm lâu chẳng hạn thì trước đó bạn không nên sử dụng cái phương pháp đó. Bạn cũng không nên ví dụ như là đi tắm biển, tiếp xúc với những cái ánh nắng cường độ cao làm cho da bạn rám nắng. Thì khi mà da rám nắng như vậy mà mình sử dụng cái những cái phương pháp laser này thì tức là cái hiệu quả của nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là có cái nguy cơ là mình bị hiện tượng tăng sắc tố sau đó. Cho nên đó là cái mà mình phải lưu ý nhất. Thì đương nhiên là trước khi mà mình điều trị mình cũng phải đến thăm khám với bác sĩ, thì tùy vào cái tình trạng da của mình á, bác sĩ sẽ chỉ định cho mình những cái phương pháp mà chuẩn bị da trước đó. Nếu như là một số bạn có cái tình trạng da tăng sắc tố nhiều như vậy á, thì có thể là bác sĩ sẽ chỉ định cho mình một số những cái sản phẩm thoa làm sáng da trước khi mà mình tới mình điều trị. Thì cái đó là cái quan trọng nhất thôi. Còn đương nhiên là khi mà bạn muốn sử dụng một cái liệu pháp nào đó mà có tác động trên da mình á, thì trước đó bạn cũng nên tránh làm tổn thương da. Tránh sử dụng những cái phương pháp ví dụ như bạn lột tẩy hay là những cái phương pháp mà tái tạo bề mặt, mài mòn da vân vân. Dạ, chúc anh thay mặt cho quý vị khán giả và chương trình bác sĩ của bạn rất là cảm ơn bác sĩ Thúy Phượng với những phân tích và chia sẻ vừa rồi.